Vâng, chào mừng các feeder đã quay trở lại với channel của David trong ngày hôm nay. Và chúng ta lại tiếp tục chạm gió với nhau trong trận đấu Captain Drag và chiều CDM. Và vẫn trong thời gian chúng ta chờ đợi cái event ngày chủ nhật, và chúng ta vẫn phải chạm gió với nhau mỗi ngày và lượt ban pick của hai team. Được, xong con mẹ nó mất rồi còn đâu nữa. Còn lượt ban thì có lẽ chúng ta không kịp nhìn, và chúng ta sẽ đến với đại hero của hai team ngay sau đây. Và như vậy là team 1 có cho mình Tinker, Winter, Polyp, Ban cùng với Kiến Weaver. Và một trận đấu mà pick có vẻ như rất nhiều support Polyp, Winter cùng với Ban. Và một Luker chính là Tinker, kiêm vai trò, có nghĩa là Tinker sẽ đóng vai trò làm lết luôn. Và Kiến Weaver đóng vai trò làm carry, và carry kiểu semi lết. Một trận đấu và không có một tanker nào, và cũng không có một thanh niên tay ngắn nào trong team 1 cả. Như vậy 5 thanh niên tay dài luôn. Và các thanh niên pick phải nói rất bá đạo. Còn team 2, Tanter đang long ton đi ra tăng rồi, xin lỗi là đi ra đi vào rừng rồi. Pro, Void, còn PA, còn có cả Void cùng PA trận đấu này, còn Daxia và Chielan trong trận đấu này thì có lẽ Pro sẽ là người đi mid. Vâng, chip đang của ai đây, vừa Void vừa PA, còn Chielan kiểu gì. Vâng, phải chăng trận đấu này chắc không có chip Lan, và PA sẽ đi cùng với Tanter, Void sẽ đi cùng với Daxia. Ở team 1 thì Tinker sẽ là người đi mid rồi, Kiến Giver sẽ là người đi chip lane, và như vậy là Ban sẽ là người đi solo lane. Kiến Giver đi chip lane với Polyp cùng với Winter. Và hai con support này là hai con hỗ trợ cực kỳ khó chịu, và có những cái skill khiến cho carry kiểu như Void với lại PA cực kỳ mất tay. Thì tiếng attack speed và quả búp máu của anh chàng Winter. Và Void cùng với PA chỉ có đứng nhìn mà khóc mà thôi. Và một tình huống đi ăn răng, và như vậy là Void ở bên dưới đã hút được cái răng, còn bên trên thì có lẽ Tinker đã ăn được răng rồi. Không có chip lane, PA cùng với lại Tanter sẽ đứng chung một lane, và Void cùng với Daxia sẽ đi chung một lane. Và một trận đấu mà team 1 thì pick bằng 5 ông jungler, và pick quá nhiều support, còn team 2 thì pick quá nhiều carry, và pick cả PA cả Void trong trận đấu này. Còn trận đấu mà chúng ta có thể nhìn được cái thế trận ở các ông team 2 kiểu này thì chắc là lờ. Còn ăn thành quả này thì đứng vỗ mồm cho xôm rồi. Còn một trận đấu mà sẽ bê bết máu ở đầu. Đầu game chắc chắn là Kai sẽ bị củ hành cho. Còn muốn thở được là rất khó. Còn phải có một sự chảy cối vô cùng lớn trong trận đấu này thì Kai mới còn lật được cao. Và như vậy là Ban tăng cho mình cái skill trừ đam trước. Còn level 2 rồi, và anh tăng trừ đam. Còn 48 đam của PA trừ thì 30, bây giờ còn 18 đam. Còn đam của Béo là con Crab. Bây giờ trận đấu này thì PA sẽ thể hiện khả năng farm một canh nát hit của mình một cách quyền con mẹ nó thoại thì may ra mới farm được. Tanter đang bác thêm hai cái Sanchi nữa là Pyramid. Vâng, có lẽ một pha cắm Sanchi là để phá mắt để giúp cho Crow. Và đồ có lẽ ở bên trên đồi và ăn thấp cát của Tinker mấy lần rồi, và anh đã biết được là có mắt ở bên trên. Và cử ngay anh chàng Tanter ra để mà phá mắt. Và đồ cùng Tinker. Vâng, ở mid thì có lẽ hai con này vâng cũng có thể xếp là ngang nhau được. Và cả hai đều spam cũng khá là kinh khủng. Và một pha đi ăn được răn hết đến từ anh chàng Polyp, và bây giờ thì dí theo Tanter luôn. Vâng, phi thuộc nó. Và Tanter cũng khá là cứng, vâng một pha quay tay, vâng một pha quay tay phải nói là ông quay như thế này thì bao giờ mới xong. Vâng đúng là ông già tập dưỡng sinh, vâng xoay mãi mới được một cái. Và bây giờ đến một pha đuổi theo cái chàng Polyp, vâng Crow một pha khe của này. Vâng một tình huống mà chàng Crow không có mana và như vậy đã phớt blood dành cho Polyp. Vâng rất là đáng buồn cho team 2, một tình huống mà đáng ghét là ăn được phớt, mỗi tội là không có mana từ Crow. Sau đó thì anh chàng Void cũng đã la lên được cái mạng của anh chàng Polyp rồi. Còn một tình huống đi ăn chăn và hốt được cái phốt blood. Vâng, nói chung là nó vẫn là có lãi để cho anh chàng chim lửa chúng ta. Còn lớn ngỡ với huy chương đi ra ăn được cái răn hết và thịt luộc được thằng Tanter ngoan lành cành đào. Bên trên thì PA đứng một mình cùng với Ban rồi. Như vậy là anh chàng Tanter đã bỏ lane và anh đã xuống dưới cùng với lại Daxia cùng với lại anh chàng Void. Như vậy là bên trên để cho PA dùng cái skill 1 để farm, còn đâu thì tổ chức là chip lane bên dưới đảm bảo cho Void có thể farm được.
có 3 ông tay ngắn thì 3 ông tay dài, có quick team phải nói là mắc thốn. Và kiểu này thì muốn giết được người của team 1 là hơi khó, và như vậy là một tình huống chàng tay tơ vòng lưng và cắn bot đến từ chàng Crow. Vâng, là một pha chờ đợi, còn có bot thì cắn lốt đi, vẫn còn để chờ đợi. Còn quay ngược trở lại của chàng tay tơ và phi lên của Crow, có một combo đến từ Tinker, và như vậy là chàng Crow chết luôn. Còn một pha combo của Tinker thời điểm này đang là 5, còn máu sụt rất là nhiều. Crow không ngỡ là được mừng chết từ tướng đó, và anh ta phi lên một cách rất hồn nhiên, phi lên và ngay hai combo, một dốc cắt, một đan dèo, một và năm xuống đất. Bên dưới thì vẫn là trong cái tình thế đang bị đi cho thối mồm của các thanh niên. Còn ba ông tay dài đi với nhau, còn lại là những cái con mà đánh cực kỳ khó chịu, Phoenix Winter cùng với Winter kiến Weaver. Còn ba con này nó đánh tay dài, nó hazard rất là ngứa. A player's forces are under attack. Nhưng mà thôi, phải chấp nhận số phận. Cái việc ban pick nó đã xong thì bây giờ các anh sẽ phải ngậm ngùi mà và hứng chịu những cái sai lầm của mình. Còn là việc pick team như này không phải chăng đây một trận đấu mà các anh tự tìm việc phạm của mình và pick nhiều carry. Và như vậy là lòng xuống từ Winter bên dưới, không đơn giản cho một trận đấu nhiều carry đâu. Và Winter đang ngã xuống từ này thì số là 2 đều, và không có vấn đề gì là khó khăn trong trận đấu này cả. Và Polis đang phi tận vào bên trong trụ, có một pha vượt vòng trái đất của anh chàng chim lửa, và anh chàng Dacia đã lặn xuống trong tay anh chàng Kingver. Và bây giờ đến lượt anh chàng Void, như vậy là dốc kép đến Tinker bay từ ngoài vào, và anh chàng Void đã ngã xuống tỷ số 4-2. Vâng, các ca đi của chúng ta vừa thể hiện một pha giết Winter tỏa sáng, sau đó thì các anh cũng đã chết thì cả ai. Còn bên trên thì vẫn đang đứng chống chọi của PA cùng với anh chàng Ban. Còn thanh niên Ban đã có level 6 rồi, có giày mana. Còn chơi trò mắc cái trừ đam đến từ Ban thì có lẽ PA khỏi farm luôn. Mà cứ đứng ngoài là phóng phi tiêu rồi. Chứ còn đam tay thì có lẽ cũng thò mặt ra đã cho trừ đam vào mồm. Còn đam chắc chỉ còn khoảng tầm 5 đến 10 đam, và đã thích bằng mắt. Vâng, bên trên tiếp tục là gặp nhau của các thanh niên. Vâng, một pha phi thẳng lên bên trên của anh chàng PA và trừ đam thì rơi vào đầu, vâng trừ 60 đam. Vâng, thanh niên PA có 63 đam, vâng trừ mẹ 60 đam, đánh cái gì nữa. Vâng, còn 3 đam, vâng grid các kiểu lên chắc được 6 đam. Vâng, thanh niên này chơi trò này thì đúng là cắt tinh cho anh chàng PA luôn. Vâng, 63 đam trừ đi 60, một con số phải nói là rất đáng lẻ. Và 3 đam mà thanh niên này mà đã hit được thì tôi có thể gọi anh thanh niên này là một tuyệt thoại về carry chứ không phải là đùa. Và bây giờ nó bay lên đến từ chạm police và bờ linh ra của PA rồi. Bây giờ vẫn là đuổi theo và tiếp tục là trừ đam rơi vào người. Và phải nói là thanh niên Bam không chơi cái trò gì khác ngoài trò tung trừ trừ đam ra. Và PA đứng ngoài phóng bị tiêu rồi. Vâng, đam còn có 3 thì giờ cuộc chiến là điều dễ hiểu. Và bây giờ là du ngủ đến từ chạm Bam. Vâng, taxi đang giữ lại trong tình huống này. Còn PA đã quay trở lại, vâng nhảy vào, vâng chọn Polis, vâng chém, vâng clip đam lên 2 đam rồi. Và như vậy là một pha vâng không ai chết của anh chàng Polis. Vâng, nói chung đam có 2 đam đánh đéo thì, và như vậy là một pha đùi ra. Và như vậy anh chàng PA đã nằm xuống rồi. Và một tình huống phải nói là đánh rất khó chịu đến từ Ban. Một pha trừ đam phải nói là rất khốn lạ. Vâng, trừ đam, trừ cho PA còn 1 đam, và clip lên được 2 đam. Vâng, một số phận quá là khổ sở dành cho carry của chúng ta. Bây giờ đến được anh chàng Tinker bị đuổi. Vâng, ta tơ gần chết 136 máu và có lẽ anh sẽ phải lùi. Vâng, không lùi nhanh thì Tinker đốc cool down trong cái laser thì có lẽ sẽ nằm xuống. Và bây giờ đến lượt anh chàng Polis bị bắt cóc trong tình huống này. Một cái slow đến từ anh chàng Tinker và như vậy là bay lên đồi. Một pha bay lên đồi để chạy trốn của anh chàng Polis. Và có lẽ team 2 không nhìn được trong tình huống này. Và cắm mắt ra đến từ anh chàng Tinker và như vậy là chuồn của anh chàng Polis rồi. Vâng, cũng không hề dễ giết mấy cái support của team 1 đâu. Tỷ số là 5-2 và như vậy là khoảng cách đã được giãn ra được một chút. Vâng, với việc các carry của team 2 đang sắp L, chúng ta có thể dễ hiểu thôi. Ban thì vẫn đang yên vị bên trên, có lẽ trận đấu lại tăng max skill 1 rồi. Max skill 1 và max skill 3. Vâng, chỉ cần vào combat thì du ngủ thằng PA và trừ đam thằng Void, hoặc là trừ đam thằng PA và du ngủ thằng Void, và như vậy là xong, và team 2 tắt điện. Còn nếu cần đánh thì nữa cũng thua luôn, chả cần phải đánh.
Vâng, voi bên dưới thì cũng không khác thì PA bên trên của Vân Anh cũng đang bị vướng một pha xuất hiện của PA và có dần hết và chọn luôn anh chàng Winter từ hôm nay. Vâng, đi bên trên bị đa bị ban nó đi cho thì bây giờ anh xuống bên dưới để anh động hàng trăm và một pha búp bóng đến từ anh chàng Winter. Vâng, có thể chém chết được. Vâng, một pha laser đến từ anh chàng Tinker và chết luôn. Vâng, thanh niên voi đã ngã xuống và bây giờ đến được PA luôn, dí theo anh chàng Winter. Vâng, một pha mất sai và như vậy làm xuống đến từ PA. Vâng, hai cái mạng của hai carry. Vâng, thanh niên PA đi xuống và kéo voi chết theo. Đang yên đang lành mảnh xanh cắm vào đít. Vâng, như vậy là chàng PA bên trên thoạt quá và anh xuống dưới anh định mở ra kỷ nguyên mới cho nó khỏi sắc. Nỗi tội là không những một mình anh chết mà anh kéo theo cả carry còn lại chết theo của team mình. Vâng, hơi đáng buồn tình huống này. Vâng, voi có gì rồi? Vâng, nên off of Velon. Off of Velon của anh chàng voi. Và tiếp tục là tên xuống của voi. Vào trận đấu này thì các carry của team 2 vẫn phải tìm chỗ để phản cho mình. Và vừa nãy là vẫn lại có tiếp tục người nó làm xuống trong tay của anh chàng ban. Có một trận đấu ban mà đang thể hiện khả năng support và ganh người cách rất là kinh khủng của mình. Vâng, zoom ngủ ngay. Bây giờ cho nó cái trừ đam, cũng lại cho trừ đam vào mồm. Và như vậy trừ 54 đam với từ anh chàng voi. Còn đam bây giờ còn khoảng tầm 20 mấy, 25. Ít ra cũng khá khẩm hơn PA của chúng ta một chút. Và thanh niên PA trừ đam thì khoảng về 1 đam luôn. Và 1 đam thì biết đánh cái gì. Tỷ số là 8-2 và như vậy khoảng cách được giãn ra khá là xa sau những thời điểm này. Vâng, chúng ta vẫn mong chờ một pha lô dọc đến từ team 2 khi các carry về cuối, một về lết các anh phải lên ngôi, các anh phải vâng lết được đến cuối game. Vâng, mặc dù trong những tình huống bê bết máu các anh vẫn phải làm sao cho có thể sống sót đến cuối game thì mới có cơ hội được lật được trong trận đấu này. Thì phải tìm một pick quá nhiều support, team 2 pick quá nhiều carry, quá nhiều farm trong một trận đấu. Crow VA cùng với voi tất cả đều cần farm. Còn team 1 thì pick rất nhiều ganh vẫn tin cờ ban Winter cùng với lại chẳng hơn. Và một pha nhảy vào của voi trong tình huống này và chụp lồng chuẩn xác của 4 thanh niên bị chụp trong cái lồng. Và mỗi tội là không có đam cũng chả có tốc và đấm Winter kiểu như muốn đốt Elok. Và bây giờ đến lượt và một pha phút báo đến từ Winter nhưng bị chu bắn. Và bây giờ thì Winter đã làm xuống rồi và sau đó và kiếm cái Verpi vào trong trụ và như vậy là Indy vẫn chết. Và kiếm cái Verpi cũng đang làm xuống theo và bây giờ đến Daxia cũng đang làm xuống trong tay của anh chàng voi. Và xin lỗi là anh làm xuống trong tay của anh chàng ban. Vâng, voi bị trừ đam và phải lùi về. Như vậy là ban là người sống sót xong cái combat này. Tỷ số là 14. Và ta đổi mạng đến từ hai team. Và có lẽ đổi mạng đó là một chiến thuật hợp lý dành cho team 2. Và các anh cần đổi mạng để lấy tiền và cùng với lấy Naver. Trong thời điểm đọt thọt này thì các anh đổi mạng cũng là điều hợp lý. Và PA được du lịch về hồ nước liên tục. Và thanh niên của chúng ta đứng ở hồ nước có khi thời gian còn nhiều hơn đứng ở Nen. Và một pha đi bên trong lấp lấp để hit Naver của anh chàng voi và gặp ngay Polis. Và một pha nhảy vào của anh chàng Tinker và bây giờ là ulti đến từ anh chàng Crow và thêm cái ulti đến từ ban và Tinker đã làm xuống và bây giờ đến từ Crow cũng là người đi theo. Còn Tinker xuất hiện nhưng mà anh chàng Crow tung cái ulti và một cái skill 1 ra, Tinker xuống máu cũng rất nhanh. Như vậy là đổi mạng của hai Tinker ở mid. Và bây giờ là nhảy vào luôn đến từ PA không và như vậy là một pha phi tiêu nhưng sau đó đứng ngoài. Players' forces are under attack. Vâng, ban phải nói rất hổ báo với việc cái khó level. Vâng, ban gần hết mana rồi. Và bây giờ là nhảy vào luôn của anh chàng PA. Vâng, anh chàng voi đang bị anh chàng kiếm cơ chăm sóc bên trên một pha xả ulti đến từ anh chàng Polis. Và có lẽ là voi sẽ ngã xuống tình huống này. Bây giờ đến từ Daxia cũng PA phải chạy. Vâng, những cái combo đến từ team 1 nó đánh phải nói là khiến cho carry của team 2 mất tay hoàn toàn. Vâng, đánh rất khó. Với việc pick carry kiểu như PA cùng voi thì gặp ngay Polis với Winter thì tắt con mẹ điện là cái chắc. Và bây giờ vẫn có ulti đến từ Tractor và một cái ulti rất đẹp và vẫn nằm xuống của một người thôi và kính Weaver kịp thời bắt trong tiếng này. Và bây giờ là chạy ra ngoài kính Weaver cùng với anh chàng ban. Và vẫn là cố chí theo của anh chàng Daxia cùng với Tractor một solo vào đầu. Và bây giờ đến đại chàng Crow cũng có mặt để góc vùi và một pha bút băng đến từ Winter. Và vẫn nằm xuống đến từ ban và bây giờ là ulti đến từ Winter rồi. Vâng, Tinker xuất hiện và một combo đến Tinker và PA là người ngã xuống ngay lập tức. Vâng, ba thanh niên của team 2 đã gần đỏ máu. Và bây giờ là một pha đuổi ngược trở lại của team 1. Và không dám đuổi của Tinker. Và bây giờ là một pha thả slow đến từ anh chàng Winter đằng sau. Vâng, Tinker rất thổ báo và như vậy đã chơi nhau luôn với lại voi. Vâng, bát rơi vào đầu và kiếm người vừa đứng sau và sai lầm đến từ anh chàng Crow rồi. Và bây giờ là nhảy lên của anh chàng voi và quyết tâm giết cái thằng Tinker này đi.
Và như vậy là tin cơ là người nằm xuống trong tay của chàng cầu thủ. Và bây giờ đến giờ vẫn một pha ulti và có ulti đến từ Void và chuẩn xác đến từ cả hai người. Và bây giờ vâng giết Winter trước một pha kéo lại của chàng Daxia và như vậy là combat thắng lợi dành cho team 2. Vâng, đây sẽ có lẽ sẽ là một pha điểm nhấn và sẽ là một pha lật thế trận của team 2 chăng. Các anh nào vùng lên một cách dẫn mạnh mẽ với tỷ số 13 người rồi. Và không đơn giản cho những carry của team 2 của chúng ta một chút nào đâu. Void cũng TA và các anh đang thể hiện khả năng đánh bằng action của mình và không cần farm. Bằng farm nếu farm được thì bây giờ đi đánh nhau vậy. Một pha nhảy vào của PA và Polis vẫn bay ra ngoài được không? Vâng, vừa lại một pha bay vào của Polis rồi. Vâng, bây giờ một pha xì khói chạy qua đùi của anh chàng Polis nhưng có lẽ cũng sẽ làm xuống và như vậy làm xuống trong tay của PA. Vâng, ba xuất hiện và trừ đam rơi vào đầu ngay. Vâng, 70 đam mà trừ đi 59 và trừ 60 và như vậy là còn 10 đam đến từ chàng PA. Bây giờ combo lên người của PA. Vâng, một cái ulti và ulti sụt máu phải nói là kinh hồn. Vâng, Tinker đứng đằng sau và như vậy một pha thả góc cắt vào người của anh chàng Cờ Đô. Cờ Đô lưỡng lự không biết là nên đánh hay nên chạy tiếng này và như vậy dốc cắt lần thứ hai và anh chàng Cờ Đô đã nằm xuống. Có double kill dành cho Tinker rồi và bây giờ là triple kill dành cho Tinker và như vậy là anh chàng tăng chơi của PA cũng là người ngã xuống theo. Vâng, vừa lần kèo được một pha tình huống có vẻ như là tỏa sáng đến các thanh niên team 2 nhưng bây giờ các anh lại sắp mặt là tiếp và bốn thanh niên rủ nhau đi ra răng tắm sông và như vậy chết đuối cả bốn. Tinker đã có giày bay. Vâng, và như vậy là một trận đấu có lẽ Tinker còn Tinker nào 11 so với lại Cardo nào bao nhiêu. Vâng, level của Tinker nó cũng không cách biệt nhiều so với level của Cardo, như vậy là hai thanh niên limit vẫn chỉ là ngang nhau thôi. Còn ba level 11 còn có lẽ là combat thì team 1 nó vẫn dễ đánh hơn nhưng mà level không đến quá thọt, như vậy là các carry của team 2 vẫn tràn trề hy vọng trận đấu này. Búp độc cho PA để nhảy vào cho nó chất lượng hơn và như vậy là một pha búp máu đến từ anh chàng Winter và bên ngoài thì anh chàng Polis thả cái skill 2 ra và một pha ulti và bây giờ là ulti đến từ Winter và PA chết ngay trong tình huống này. Vâng, phải nói là PA sụt máu quá nhanh khi mà Tinker xuất hiện và một combo của Tinker là PA sẽ từ giã ngay lập tức. Bây giờ là ulti đến từ anh chàng Polis và cờ đồ đang phi lên trên. Vâng, một pha combo đến từ Tinker và cờ đồ sụt máu phải nói là rất nhanh. Vâng, có đoán được cái vị trí bật cái Sala Humidex không? Polis thả cái skill ra, vâng, một pha thả skill 3 đến từ Tinker và anh chàng Crow tự ngạo. Vâng, làm số của Crow tình huống này. Tiếng Weaver thì sẽ đóng cái Lycan trước. Một trận đấu mà có lẽ là mắc hành dành cho team 2, một cái anh đang bê bết máu. Và có lẽ đang bò lê bò lết trong những vũng máu của các thanh niên team 2 để tiến về cuối trận. Vâng, sang khởi đi trận đấu này. Và Void cùng với PA trận đấu này cũng rất máu đánh nhau và các anh đi tham gia đánh nhau với cùng team suốt từ nãy đến giờ không chẳng thằng nào chịu farm cả. Và farm hợp làm cái gì, chúng ta đi đánh nhau cho nó máu mặc dù các anh đang thua sắp under trong trận đấu này. Và Void chuẩn bị đến cho mình cắt máu rồi và một pha bóng ngủ của anh chàng Ban và vừa lấy mega kill dành cho anh chàng Tinker đâu đó và bây giờ là ulti đến từ thang giờ và một pha ulti đến từ anh chàng Ban không có ai cancel được cái ulti này và một pha bút bó đến từ Winter và như vậy là Polis đằng sau đang ngã xuống và bây giờ Void cũng là người nằm xuống theo. Và một pha ban đang ulti PA thì Winter đã úp máu và có lẽ một pha hơi bóp nhào một chút nhưng mà anh chàng Void vẫn nằm xuống. Bây giờ đến giờ PA cũng là người tạch theo và như vậy là làm xuống được cả hai double kill dành cho Winter trong tình huống này. Vâng, có lẽ đéo ăn thua rồi và carry rủ nhau đi đánh nhau cũng đéo ăn thua và như vậy là 12-10 xin lỗi là 22-12 trong cái tình huống này. Vâng, Crow gần tạch trong một combo của anh chàng Tinker. Tỷ số cách biệt lên đến 10 mạng. Vâng, có lẽ càng đánh nó sẽ cách càng xa. Vâng, không đơn giản cho việc có thể lật kèo được khi mà team địch pick rất nhiều support. Vâng, ưu thế về Hezo với skill nó vẫn là một cái điều gì đó rất khó đỡ. Kể cả là trình độ nó có cao hơn một chút thì với những ưu thế về Hezo và cái skill thì nó vẫn dễ đánh hơn rất nhiều. Chưa kể là những trình độ cầm Hezo ngang nhau trong những trận đấu thì cái việc pick lệch Hezo thì có lẽ sắp mặt lờ của mẹ luôn và khỏi cần tính. Ban thì sẽ đóng cái gậy sang trước cho mình. Và kiến Weaver lên đi can trận đấu này. Còn một trận đấu lên đi can nó có hợp lý không? Trong trận đấu này tôi nghĩ là lên đi can nó không hợp lý lắm. Bởi vì thứ hai nó không có nhiều cái skill để focus chết ngay được. Và những đó là lựa chọn của các thanh niên. Và lựa chọn nó dẫn đến chiến thắng thì là những item đó vẫn là hợp lý.
và một pha EV đây của anh chàng Cardo vẫn có lùi tha rồi. Ở đây có trang trí của team 1 và như vậy là combo vẫn có ulti đến từ anh chàng Peter luôn, và như vậy một pha đi lạc của anh chàng Cardo vẫn nằm xuống, và một pha làm xuống của anh chàng Cardo khi mà có lùi tha tự tin phi lên. Trang trí của team 1 được cắm ra từ đời nào rồi, còn là bên trên thì ba thanh niên cũng đang xong được cái trụ. Vâng, lợi thế về mạng, lợi thế về trụ đang thể hiện quá rõ, một trụ của team 1 không mất một cái nào. Vâng, hơn 11 mạng và hơn 3 cái trụ, lượng tiền nó phải hơn rất nhiều rồi. Còn anh chàng voi đóng cho mình cái power chip vẫn đang nhích từng tí một về item. Tinker có bờ linh rồi, và như vậy lượng item của Tinker nó đang vượt trội hơn rất nhiều so với những thanh niên khác. Vâng, thanh niên là còn chơi cả du ngủ cờ đép. Thanh niên 3 của chúng ta đúng là dư thừa mana, cũng nhảy vào quá chặt Tinker. Vâng, anh đúng là thanh niên bố đời trong trận đấu này, và ulti đến từ anh chàng 3 và tay từ lòng xuống. Vâng, có rất nhiều skill trong trận đấu này để giữ người, và như vậy là team 2 đang chết dần chết mòn. 24-12 và mới là gấp đôi thôi, không có nghĩa lý gì so với những cái thanh niên chảy cối trong làng Dota, tỷ số này vẫn là bình thường. Vâng, tôi còn hôm trước tôi còn gặp cái trận đấu mà 12-43 và 13-49 vẫn là bình thường, vẫn thi đấu bình thường. Và bây giờ là một pha ulti đến từ Polis, và như vậy là team 2 lựa chọn qua cúp Polis trước, và Polis nằm xuống ngay. Sau đó thì các thanh niên team 2 cũng đang ngã xuống gần hết với nhau. Vâng, PA bây giờ mới nhảy vào và một combo mid mọi người. Còn Daxia là người chạy ra ngoài. Bây giờ PA có Daxia là người đổi mạng cho anh chàng Quốc Blink hay không? Không Blink, có không Blink được, còn như vậy là làm xuống đến từ PA. Một double kill dành cho kiếm Weaver trong tình huống này. Vâng, pin vẫn hoàn pin, và như vậy là tiếp tục là về nhà đến từ team 1. Và chúng ta hy vọng một trận đấu mà team 2 sẽ lật kèo, nhưng mà có vẻ như nó đang càng ngày càng xa. Vâng, chiến thắng nó đang càng ngày càng xa vời đối với các thanh niên team 2. Mê khang của anh chàng Daxia rồi, nhưng mà PA của mấy voi nó không có chỗ farm và không có chỗ để farm trận đấu này, tất cả đều vô nghĩa. Vâng, team 1 bây giờ đang đẩy trụ rất rác, và các anh đang kéo nhau đi P nhà từ nãy giờ, và sẽ là P luôn cái trụ mid, sau đó lên P trụ bot và không cho team địch thở một chút nào. Vâng, hai thằng PA cũng thằng voi sẽ được khóa sổ trận đấu này và không được farm luôn. Vâng, voi ra farm thì bây giờ ăn combo từ Tinker và một pha defect trong vào linh, và như vậy đã chết luôn, và master kill dành cho chàng Tinker rồi. Vâng, bây giờ nó có Blink cùng với lại cái giày bay, và có lẽ là voi cùng với PA tắt điện trong những trường hợp như thế này đi farm lẻ có lẽ cũng sẽ chết. Còn bây giờ là một pha gây sức ép vào mid, và các thanh niên team 1 sẽ pay luôn cái trụ mid này. Và Tinker có cả Dragon rồi, Blink Dragon, một combo sẽ tiến PA lên đường ngay trong một lúc nhạc. Và Daxia cũng đã nằm xuống trong cái đồ đội quay của các thanh niên team 1. Và Godlike dành cho Tinker, một trận đấu phải nói là quá là EZ luôn. Easy trận đấu này. Vâng, làm cái gì đây? Một thanh niên Tinker cũng bay tận vào trong nhà giết người. Vâng, ai giết hắn đi kìa. Vâng, Vision Godlike rồi, Summon King Him ngay lập tức. Vâng, Tena về thành công đến từ anh chàng Tinker. Vâng, có vẻ như đang rất bất lực đến từ các thanh niên team 2. Còn lối thoát nào cho chúng ta trận đấu này? Vâng, 30-13 rồi, tỷ số của nó cách lên khoảng 2,5 lần. Vâng, level bây giờ nó cách biệt cũng khá là xa. Vâng, kiểu này phải có 8x vào gánh thì may ra mới kéo được. Vẫn rất từ tốn đến từ các thanh niên team 1. Vâng, vẫn farm một cách bình thường, kiếm Weaver vẫn đang farm tiếp theo. Và như vậy lên đi xa chứ không phải lên đi keng, và chỉ đến cái ngọc đỏ để lấy Gigan mana cùng với Gigan máu thôi. Và bây giờ anh sẽ đóng cái, và có lẽ sẽ là Manta trước, nó xong kiếm luôn rồi chứ không phải là Manta. Vâng, một pha tên ra của Tinker, một pha có lẽ là muốn giết nhanh nẻ và đã mất ngay cái Bison Godlike của mình. Và một pha tổ đội phục kích của các thanh niên team 2 và bắt cóc được cái thằng Tinker. Vâng, cái thằng hay bay nhảy và như vậy đã nằm xuống. Một pha tự tin quá đà của Tinker khi mà anh đang rất xanh và anh giết được quá nhiều mạng, và anh nghĩ là đơn giản việc giết người tiếp theo. Còn đó là cái giá phải trả cho việc coi thường. Vâng, thanh niên nào thu phục được cờ đép thế này? Như vậy là cái thu phục cờ đép của ai vậy? Vâng, và Polis nên Doomon cho mình. Còn thanh niên này nên Doomon làm cái gì? Phải chăng là để stack cờ đép? Còn anh vừa thu phục một con cờ đép, và có lẽ là muốn thu phục cờ đép để về nhà. Vâng, cứ khoảng vài giây anh thu phục. Vâng, không được, cái Doomon này thu được một con thôi. Còn anh định làm gì đây? Còn như vậy là mid là một pha đánh nhau của hai team. Vâng, thanh niên team 2 tiếp tục làm xuống, và bây giờ kiếm Weaver đang đuổi nhau với đại chạc cờ đồ. Và kiếm Weaver làm xuống tình huống này,
Và bây giờ bạn cũng sẽ làm số theo một pha sai đường đến từ anh chàng Cờ Đô và Easy. Và như vậy Chipler Kim dành cho Cờ Đô có một pha lật kèo ở đây. Vâng, bốn thành viên của team Go Chiến Đấu là ba thành viên của team 1 đã sắp vào lờ trong một tình huống. Và chúng ta không kịp theo dõi từ đầu, chúng ta chỉ theo dõi được cái kết quả. Và như vậy là tên ra đến từ anh chàng Tinker. Vâng, anh chàng Cờ Đô ăn được Zigan rồi. Và như vậy là quay ngược trở lại với anh chàng Cờ Đô. Một cái thu tha và khiến cho các thành viên team 1 mất tay trong tình huống vừa nãy. Vâng, một vương thả skill hợp 3 rất nhiều đến từ Tinker và Cờ Đô đi nạc lối trong cái đống cờ lóc này và chết luôn. 32-17. Vâng, có lẽ là Polis nên cái Domain này để thu phục một con Crab và đóng Crab ở bên trên là đinh để cho Tinker Tena lên để giết người dễ hơn. Vâng, một chiến thuật chơi rất là quái hoàng đến từ team 1 của các đây chơi trò phục kích, muốn đánh đủ kích chăng. Vâng, Crab đi nhà đinh để cho Tinker bay lên. Vâng, Void thì vẫn như vậy từ nãy đến giờ, họ vẫn chưa lên được cái cấp máu. Còn PA đâu? Tôi xuống xem đồ PA nào. PA nên được Amnest rồi đấy. Vâng, 23 phút và anh đã có Amnest trong người. Mekan và Hook là của anh chàng Darkseer. Sau một số combat vừa thắng lợi của team 1 thì bây giờ các anh có vẻ như là tăng được cái sĩ khí hơn một chút. Và Tinker vừa lái lại phi xuống dưới bot và giết được một người. Và có lẽ là Void lại tiếp tục xâm vào L trong tình huống vừa nãy. Bỏ Linh và Dragon 3. Vâng, hậu quả của việc pick team nó lệch như thế này thì bây giờ các anh sẽ phải hứng chịu cái sai lầm của mình. Tất cả những sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt. Và bây giờ các anh đang phải đổ mồ hôi sôi nhiều thứ để mà có thể lật kèo trận đấu này. Vâng, thuộc một con sói. Và có gậy xanh cùng với gốt đến từ anh chàng Ban. Một trận đấu Ban thi đấu farm cũng khá là nhanh. Và gậy xanh cùng với gốt khắc chế luôn được 2 KD của đối phương. Và không cần phải sợ khi được đứng giữa combat nữa. Đến mana đến từ Tanter. Còn Tinker thì vẫn đang Tena đi một phạm một cách bình thường. Cờ Đô thì vẫn chỉ có cái Nota thôi. Còn Polis dắt Crab, còn băng qua trụ và giấu con Crab bên trong. Còn Crab sẽ bị lộ. Còn Crab lộ rồi và team 2 sẽ ra thịt ngược con sói này ngay lập tức. Vâng, thì chó luộc trong tình huống này. Và như vậy là không phát hiện ra, như vậy chỉ nhìn cho anh chàng Polis đi băng qua trụ thôi. Còn con Crab được giấu ở trong rất sâu rồi. Và Titer vào đúng rồi, như vậy phải vào thịt luộc ngay con sói này đi. Vâng, giấu và giả cầy chấm mắm tôm trong tình huống này rồi. À không, cái này không phải giả cầy, cái này đúng là cầy thật. Đây là sói mà. Vâng, quay tay, một thanh niên quay với con sói phải nói là mất cả tiếng chưa xong. Vâng, có vẻ như con sói này cũng xương cũng rất là dài, như vậy là cuối cùng cũng chết. Vâng, anh chàng Void bật ulti và vớ được anh chàng kiếm vừa đằng sau. Có lẽ muốn giết là hơi vọt. Vâng, có ulti và combo đủ các kiểu đến từ team 2 để giết được một anh chàng kiếm vừa. Vâng, Tinker bay ra và như vậy là 4 phút chết được một người. Vâng, anh chàng Void lại là người bị chọn trong tình huống này. Vâng, rất nhiều thanh niên đứng ở đây nhưng mà Void vẫn là người nằm xuống. Vâng, có lẽ là số chết thì nó không tránh được. Vâng, đã thọt thì chớ nên ra nó cứ nhằm mình nói chết. Vâng, ngoái hoàng thay. Vâng, nhưng không sao, đổi mạng của Void để lấy được hai mạng cũng là điều hợp lý. Đứng Weaver cùng với anh chàng Tinker làm xuống. Một trong những giây phút này có lẽ là team 2 đang lấy lại dần được những cái mạng của mình. Còn anh chàng Polis thì vẫn là cái chiến thuật quen thuộc của cho Crab phi vào trong rừng để giấu. Vâng, chơi bời phải nói rất là bá đạo. Vâng, chỉ đi thu phục Crab và giấu Crab vào rừng thôi. Vâng, một trên một cái đồi phải nói chi chít mắt. Và bây giờ một pha phá mắt đến từ các thành viên team 2. Vâng, không có tay dài thì chúng ta phải dùng rìu mà phá. Vâng, Winter phi lên và chết luôn trong lốt nhạc. Không phải nói là trừ đà với các slow đến từ anh chàng Titer và sau đó là PA nhảy vào. Và một ulti đến từ anh chàng Ban và ulti vào người của anh chàng Darkseer. Và bây giờ là gì nữa, Tech Chip đến từ anh chàng Polis đằng sau rồi. Vâng, có gốt bật lên của anh chàng Ban. Và bây giờ là du ngủ. Vâng, giết Ban cũng phải nói là rất mất tay. Và bây giờ chỉ khói đến từ anh chàng Polis. Vâng, team 2 không dám đuổi. Vâng, 4 đánh 1 mà không dám đánh trong tình huống này. Không phải nói sức ép gây ra của team 1 nó rất lớn. Team 2 bây giờ đang phải giữ mạng. Chúng ta phải bảo toàn cái mạng sống của mình để sau đó mới có thể trở thành huyền thoại được. Và có quá nhiều skill để disable carry của team địch. Còn ba nó đứng giữa đấy, chỉ cần ngố hai thằng vào thôi là như vậy đã khỏi đánh. Và trận đấu này có lẽ vẫn trông chờ vào cái ulti của Void khá là nhiều. Và bỏ Linh ra ngay. Và khi nhìn thấy Tinker bay ra là Void đã thấy chột rồi. Còn sau những lần bị anh chàng Tinker combo và chết trong đốt nhạc, bây giờ anh đã
bắt đầu xoắn và nhìn thấy Antera ra và ta phải ăn. Và như vậy là con Crab đã được giấu yên vị ở bên trong này và tình cờ sẽ là người Terra ra trong cái con Crab này để tránh trường hợp là Team 2 sẽ nhìn thấy. Dragon 4 is Tinker, một trận đấu mà Tinker sẽ chơi mắc Dragon. Còn Winter thì vẫn trần con mẹ nó chuồng. Vương Thanh Điền chúng ta không lên một cái item gì ngoài mắt và chăn chi. Và không lên giày, không lên cái gì hết. Và chúng ta khởi chuồng đi đánh nhau cho nó máu. Và bây giờ là gặp nhau của hai team. Và như vậy chúng ta thả kiến đệ giữa anh chàng kính vợ. Ông sai lần đến từ anh chàng cờ đô rồi. Và bây giờ bóng PA chọn Polis đằng sau. Và Tinker cũng đã bay ra và một combo đến từ Tinker và thả lắp các mọi người. Và như vậy anh chàng Polis là người làm xuống đầu tiên. Bây giờ đến được anh chàng Bang cũng là người làm xuống tiếp theo. Và cờ đô đang in vi và phi thẳng vào giữa team địch. Không có gì phải choán và như vậy là team 2 đang lấy lại được cái thế trận của mình rồi. Tỷ số 34-22. Còn sau những tình huống fit sub L của team 2 và bây giờ team 1 đang đánh khá chủ quan. Và khi mà các carry của team 2 lên ngôi thì đến lúc đó thì các thanh niên team 1 mới là người phải hối hận. Và PA bây giờ sẽ lên cho mình cái cô gì. Còn Winter thì không có giày, còn thanh niên không có giày vẫn đang chạy lòng vòng trong rừng để trốn. Còn này thì trốn và như vậy là gặp đúng tổ đội bắt cóc và như vậy làm xuống. Vâng, Shanti rơi ra đất rồi. Còn anh chàng Winter chết còn rơi cả đồ. Còn đúng thật hay là phá game? Vâng, vớ vẩn Winter phá game trong tình huống này. Và bây giờ là combo đến Tinker, một combo đến Tinker và chết luôn. Vâng, Void luôn luôn là người bị chọn. Và bây giờ là nhảy lên đến từ anh chàng Tinker. Vâng, nhảy vào giữa quân địch và không hề lao lúng. Và một pha Terra về. Vâng, Terra về thành công đến từ Tinker trong tình huống này. Vâng, một trận đấu và anh thi đấu rất là tự tin. Vâng, tiếp tục là bay lên của Tinker và anh chàng Crow là người làm xuống. Vâng, một trận đấu quá easy dành cho các thành viên team 1. Và một trận đấu mà quá xanh đến Tinker là vào 21 rồi mà cứ xuất hiện là sẽ có người làm xuống. Xong kiếm của kiếm Weaver. Vâng, và bây giờ không ai dám ra trêu nhau với Tinker nữa rồi. Và Polis tiếp tục đi phá mắt và như vậy là có game đến từ anh Chata chơi luôn. Và vừa cắm cái mắt ra thì bị phá luôn trong tình huống này. Vâng, bây giờ thì Winter cũng đã lên được giày. Còn sau 30 phút thì anh đã có giày. Một trận đấu mà anh farm cũng không được tốt cho lắm. 30 phút lên được cái giày đó cũng là một điều gì đó có thể ghi vào lịch sử của Dota rồi. Polis thì bây giờ bắt đầu đi cắm mắt và phá mắt tất cả mọi lời. Có lẽ là team 2 sẽ không còn một cái mắt nào trên bản đồ. Và mắt của team 1 đang răng ra khắp lời. Và bây giờ là một pha nhảy lên để phá mắt của anh chàng Tinder. Còn cầm gam phá cho nó chất. Còn bên dưới thì các thanh niên đang cố bước về nhà. Còn Tinker đang đứng bên trên và thả cái skill 3 ra. Còn rất nhiều skill 3 thả ra rồi và một dốc kép ra mọi người. Và như vậy là lùi về của team 2. Bây giờ sẽ là P luôn trụ đến từ team 1. Còn Winter có tham gia không? Bây giờ anh bắt đầu đi lên. Và một pha zoom ngủ để giữ anh chàng Tinker lại. Và như vậy là sai lần đến từ anh chàng Crow để cancel ngay cái ulti của bạn. Và bay vào giữa của anh chàng Polis và ulti đến từ anh chàng Void. Và không cho Polis hạ ulti trong tình huống này. Vâng, bây giờ thì sao? Và như vậy là đấm nhau vẫn chưa có ai làm xuống. Và bây giờ là ulti đến từ Polis. Vâng, ulti thành công và anh chàng Bang. Và xin lỗi là Tinker là người làm xuống đầu tiên. Còn đằng sau thì Crow đang đuổi và dí theo và cắt đôi đội hình ra. Và Crow đang bị cắt đôi và như vậy là Dragon đến từ anh chàng Tinker và anh chàng Crow là người phải nằm xuống. Bây giờ đến là PA và không có BKB thì ăn một đống cái gì đúng attack speed vào mồm và không làm gì được. Còn Daxia bây giờ mới xuất hiện. Còn combat đổ ra nhưng một skill của team 2 đập vào nó không đủ đam để mà giết người. Và ulti của Void nhưng mà mỗi tội cái ulti của Void trong cái trận đấu này nó không phối hợp được với cái skill nào để cho nó hiệu quả cả. Còn toàn những thanh niên đánh chay. May ra thì có cái quả gom của Daxia nó kết hợp với cái ulti của Void thì có thể giữ được rất nhiều người và vốt được bật lên của anh chàng Ban rồi. Có độc của anh chàng Daxia đó giết được anh chàng Ban trong tình này. Một pha bay vòng tròn của anh chàng Polis và như vậy anh chàng PA nhảy vào và lựa chọn anh chàng Polis trong tình này. Vâng, bắn nhau luôn. Có kiếm Weaver vâng chút máu, kiếm Weaver cũng rất nhanh và như vậy bắt ra ngoài và Polis đã nằm xuống. Và PA nó vẫn có thể giết được người. Bây giờ đến lượt anh chàng Void nhảy lên vâng bắt vào người và như vậy là 4 chết và như vậy nằm xuống đến từ thanh niên. Vâng, thanh niên kiếm Weaver của chúng ta double kill dành cho Daxia.
và Tinker Tena lên trong một con cờ đáp ở bên trong rừng, và như vậy là combo lên người của Thunder và Zsep. Và bây giờ nhảy lên tiếp theo và nằm xuống luôn. Vâng, còn ai nữa? Như vậy một pha kéo của anh chàng Daxia để cancel cái Tena đến từ anh chàng Tinker bật gốt, và bây giờ sẽ là Tena về. Như vậy Tena về thành công, tỷ số 39-26. Và các thành viên vẫn đang combo một cách khá là còn kịch tính với nhau. Như vậy là anh chàng Peter vừa nãy không tham gia combat thì phải. Còn tôi đang nghi ngờ ông thần này có phải là ông phá game hay ông bán đồ hay không. Vừa nãy một pha rất chan chi để cho team địch nhặt. Không, một tình huống mà đem đồ ở nhà đi cho quân địch. Phá game kiểu này nó mới là bá đạo. Phá game kiểu giá fit nó vẫn còn đỡ được, chứ phá game mà đem mắt với chan chi của nhà mình đem đi cho địch thì đúng là đéo để đỡ được. Và team ta không cắm được mắt, và team địch có mắt khung bản đồ. Như vậy là vâng, bên trên thì Tinker cũng đã làm xuống. Một pha Tele lên của Tinker để giết người, và vẫn là quen mùi được mùi, như vậy là không ăn được. Vâng, có cục hơ trong người của anh chàng Crow. Vâng, đồ chất phải gói, đồ thà cùng hơ để chúng ta lên đồ cứ phải VIP. Còn voi thì nên búa xét rồi. Vipa đến từ anh chàng Daxia và giày xanh đá về luôn. Tài Hunter thì vẫn đang nhiệm vụ đi phá mắt, và các support đang đua phá mắt trong những tình huống này. Và Polis cắm được bao nhiêu và phá được bao nhiêu thì Tài Hunter cũng vậy. Và các thanh niên đang chơi bời và phá mắt của nhau. Tiếp tục là EV đến từ anh chàng Crow, và có cục hơ trong người và rất tự tin những việc đi chiêu người. Và bây giờ VA cũng đã gần lên được cái Fuji cho mình. Và anh cầm game trong người luôn. Còn có lẽ một cái game để giết King Giver cho dễ. Và VA là người cầm để đuổi King Giver cho nó chuẩn xác. Và bây giờ thì gặp nhau với anh chàng Ban cùng với anh chàng Crow, cùng chơi nhau luôn. Và như vậy là xuất hiện của gái thì ở đây cũng rất đông, và một pha công ty đến từ Atlanta Hunter và trúng được cả hai người. Còn ba sẽ nằm xuống từ hôm nay. Còn bây giờ thì King Giver cũng đã xuất hiện. Còn một pha bay vào giữa của anh chàng Polis, vâng hạ cánh ngay lập tức. Vâng hạ nhanh còn kịp, và như vậy anh chàng Polis sẽ bị kho cút chết từ hôm nay rồi. Và King Giver lên được cờ đít đang. Và như vậy nằm xuống của cả hai người. Và combat lổ ra, cái này không phải combat là bị chết lẻ. Và hai thanh niên team 1 đã chết lẻ giống từ hôm nay. Và King Giver vẫn đang chạy vòng tròn và lùi lại. Và PA cầm gam thì đang có mặt trên top. Vâng, Peter xuất hiện trong tình huống này và có lẽ anh sẽ là người làm xuống. Còn sai được bút bắt đầu. Vâng, Tinker xuất hiện đằng sau. Và có lẽ là một tình huống là có lẽ anh chàng Winter trong trận đấu này chán đánh rồi. Vâng, một trận đấu mà có lẽ là không sợ quân địch mạnh như voi như hổ, nhưng chỉ sợ quân ta bán độ thôi. Vâng, Pipe đã bật lên và bây giờ sẽ là pha phê nhà đến team 2. Vâng, thế trận bây giờ đã được lật kèo với việc là bán độ của Winter và khiến cho team mình đang mất dần những cái thế trận của mình. Và Tinker vẫn đang đóng tốt cái vai trò đi gank của mình, và anh vẫn đi gank một cách rất là ác liệt. Và có gốt đến từ anh chàng Tinker rồi. Còn với kiểu carry như voi của PA thì có lẽ là không thể sống được trong tay của anh chàng Tinker. Và bây giờ là ulti đến từ anh chàng Ban. Còn voi đang bị giữ lại. Và một pha xịt khói đến từ anh chàng Phú đi đứng sau, và như vậy là voi lòng xuống. Vâng, bây giờ thì sao? Và Tinker cũng đã có mặt, và một pha blink lên từ Tinker. Và tỷ số 41-30. Còn trận đấu này chúng ta vẫn chưa biết là được đi về đâu. Còn thanh niên Winter chết và anh đang chat cái đéo gì đây? Còn chat từ nãy đến giờ, có lẽ ai muốn xxl team mình. Còn cái tội chửi ra nhiều, bây giờ tao phá con mẹ game của chúng mày đỡ, mà đỡ đi. Còn những thành phần này như thế này phải nói thật sự là rất khó đỡ luôn. Không biết là trong cái trò này có vote kick không? Còn kick trong game có kick được không nhỉ? Có lẽ là không, trong cái này nó chỉ có vote ban thôi, cái trận chúng ta ban nick thôi chứ không có vote kick. Và vẫn chiến đấu tiếp đến từ cái team 1. Còn team 2 thì bây giờ đã lấy lại được cái thế trận của mình. Và Fuji đã lại xong với trang PA. Còn Vanguard, Pipe của Luxia. Còn đồ của team 2 bây giờ nó cũng khá là cứng rồi. Berlin và game của anh chàng Tainter. Vâng, PA lên cái gì đây? Không lên BKB hay đi lên cái gì? Còn có lẽ sẽ lên song kiếm trận đấu này. Và
và tình cờ vẫn đang một mình một chỗ để mà đi farm Dragon 5 và Linh Ghost. Như vậy là đủ item để anh có thể sống trong cái việc focus của team 2. Và có lẽ item tiếp theo là chính là AB bỏ đến mắc canh cho nó máu. Và bây giờ anh ba đang đi lạc trong rừng. Vâng, cô bé đi lạc trong rừng và như vậy là lòng xuống và có mặt đủ cả team 2 luôn. Một pha ra pe găng bang của các thanh niên team 2. Và cô lít thì chơi hẳn hai cái domain. Có hai cái domain. Hai cái domain thì hay thua được hai con grab à? Có phải vậy không? Ở đây là một con, không còn con nữa đâu. Và tôi không nghĩ là thu phục được hai con grab khi mà lên hai cái domain. Còn thành niên của chúng ta chơi bời rất là máu. Một trận đấu và phong cách đánh phải nói nó mắc con mẹ nó bá đạo luôn. Và EV có luôn đến từ cái trang Tinker. Và con bò Tinker bây giờ phải nói cực đau. Gary Boy thì mới có 1.001 máu. Và PA đâu, PA có bao nhiêu máu? Và PA có 1.003 máu. Và như vậy là combo của Tinker là đủ để tiến hai thanh niên này lên đường. Vâng, và đến cái thời điểm bây giờ thì team 1 đã không còn một cái mắt nào trên bản đồ. Với việc là Winter nó cứ mua mắt của team mình và đi xa team địch nó cho thì đúng là vô mồm thật. Còn đỡ kiểu gì trong trận đấu này. Vâng, bây giờ khó khăn nó lại nằm về của team 1 và nó không còn phải là khó khăn của team 2 nữa rồi. Và một pha đi ăn được răn double down của PA và nhảy vào ăn dô san luôn. Còn ăn cái răn đi để ăn dô san cho nó nhanh. Vâng, đi ăn răn và anh còn phải lùi ra ngoài để tránh cho team địch biết là mình vào dô san. Đấy, còn đấy rất chắc cú. Và bây giờ sẽ là Blink vào. Vâng, sau khi thử nghiệm hai cái đôi bình của anh chàng Polis, và anh thấy anh không thu phục được hai con cờ đáp và anh đã bán một cái đi. Còn thanh niên chơi bời phải nói là học bán hơi dốt, và có lẽ là kiến thức về rộng tài nó không được nhiều. Và lấy hai cái đôi bình để thu phục hai con cờ đáp, ý tưởng rất là mới nhưng mà thực hiện thì không thành công. Vâng, như vậy là Zosa đã nằm xuống và cái hồi sinh nó nằm trong tay của con lép của PA. Đúng thật, PA cầm có nhiều đồ và anh được cầm hồi sinh. Bây giờ sẽ là pha PG đạt của team 200. Vâng, bây giờ là đến lượt bạn. Bạn cũng sẽ lên Domain. Còn một trận đấu các đại nên cắt máu rất nhiều và để thu phục grab. Và một pha du ngủ anh chàng PA lại và ulti đến từ anh chàng Xander. Và bây giờ thì anh chàng PA đã tỉnh dậy và như vậy làm số đến từ anh chàng Ban luôn. Và một pha ulti và tại sao anh chàng Xander lại vẫn ulti được. Vâng, và như vậy là bên trên một pha phục kích của các đại nhân team 2. Tinker lại tiếp tục đi lên để giết Void nhưng mà có lẽ là không thành công. Còn Void lên được Manta từ đấy. Và Tinker làm số trong tình huống. Như vậy double Q dành cho... Double Q dành cho ai đây? Double Q dành cho PA. Không có tình huống mà đẩy lan cao lên và các thanh niên team 1 đang chết khá là nhiều. Và Winter thì có lẽ là không tính tiền rồi. Thanh niên này đứng trong đóng vai trò là ATM. Còn nhất nó làm cái gì? Và như vậy là nhảy vào đến từ PA. Và sẽ làm số đến từ anh chàng Winter vẫn còn hút máu để thể hiện là ta đang thi đấu. Vâng, bây giờ thì anh sẽ làm xuống. Và quay ngược trở lại có chàng PA và bỏ qua thằng Bình Gôi này. Còn giết kính Google trước. Như vậy một cái slow đến từ anh chàng Tanter. Ở mid thì anh chàng Crow đang bật ulti và phê nhà. Trận đấu mà đúng là kết thúc là đéo ai ngờ. Và trận đấu này mà team 1 thua thì đúng thật là một kết thúc rất là đáng buồn cho các thanh niên team 1. Đúng nỗ lực thi đấu của team cơ, của ban, của kính Google và tất cả đã đều đổ sông đổ bể. Và PA nhảy vào và tiếp tục ăn cái ulti từ anh chàng Ban. Còn có hồi sinh và bây giờ đang đứng rất tự tin của anh chàng PA và sẽ là phê luôn. Bây giờ carry nó đã có đồ rồi, một team 1 bây giờ muốn chống lại là rất khó.
Vâng, một pha bay ra ngoài của anh chàng Polis nhưng mà sau đó lại bay ngược trở lại như vậy lòng xuống. Bây giờ là ulti đến từ anh chàng Boy. Vâng, đấm luôn ba cái tướng này. Vâng, ba sẽ làm xuống theo. Vâng, PA thì nhảy ra để chọn anh chàng King Eagle. Có lẽ trận đấu sẽ kết thúc tại đây. Vâng, một trận đấu mà team 1 đã mất đi cái thế trận và tinh thần chiến đấu của nó không còn teamwork nữa. Như vậy là có lẽ chiến thắng sẽ dành cho team 2. Vâng, đây là cái hậu quả của việc chửi nhau. Có lẽ là team thắng cũng chửi và team thua cũng chửi, nên thành ra thằng nào ai cay quá nó quay ra phá con mẹ nó game. Vâng, đang thắng tự nhiên thành thua. Vâng, một combo của Tinker lên người Hunter. Vâng, chết luôn. Một combo của Tinker nó phải nói là cực đau. Vâng, bây giờ combo lần tiếp theo. Vâng, reset được chưa? Vâng, như vậy là chàng được đến từ anh chàng Kero. Vâng, Dragon hình như là không reset kịp. Vâng, như vậy là chàng làm xuống đến từ anh chàng Tinker. Vâng, lòng xuống thật. Vâng, trận đấu sẽ kết thúc ngay sau đây thôi. Tỷ số 38-42. Vâng, một trận đấu mà các thanh niên team 2 có lẽ là cũng không nghĩ là mình thắng một cách đơn giản như vậy. Vâng, Winter lên Blink rồi. Vâng, một phút cuối anh tỏa sáng lên Blink. Blink trong trận đấu này. Lốc giày bay Thớt cùng với lại Lotha của Chuck Crow. Vâng, đồ bây giờ cũng phải nói là cũng khá là nhiều rồi. Gritam Manta 4 set là của anh chàng Void. Vâng, item của team 2 đó bây giờ cũng đã có rất nhiều. Và tiếp tục nhảy vào với chàng BA, cùng du ngủ và trừ đam ngay. Và măn sát đã có trong người của BA. Và nghĩ rằng của BA bây giờ nó cũng mắc nhiều. Và có lẽ sẽ mất đi cái hồ trình của BA trong trường này. Và tiếp tục sẽ là Quay, và Quay BA luôn. Và bật skill 2 đến từ chàng Polis. Và BA sẽ là người chạy ra ngoài trong. Và một pha du ngủ thì mới con kiến đệ nó cắm nó tỉnh ngủ luôn. Và nhảy ra ngoài của anh chàng BA. Vâng, dí theo của King River. Vâng, có cửa đi đàm. Nhưng mà bắn PA nó, PA bây giờ nó cũng khá nhiều máu rồi. Vâng, xì khói đến từ anh chàng Polis. Và có lẽ anh chàng PA sẽ làm lại. Và một pha phút mê khan đến từ anh chàng Daxia. Vâng, bật PA các kiểu lên để hỗ trợ đội. Và một pha ngủ tiếp theo. Và ôm Void xuất hiện rồi. Vâng, sẽ là một pha thả ulti đến từ Void. Vâng, đồng trúng được hai thanh niên bên trong. Vâng, anh chàng Polis chết luôn ở đường này. Vâng, ba sẽ bị anh chàng... Vâng, bang vâng, không chết. Và như vậy là đằng sau hình như là PA đã làm xuống. PA đã làm xuống tay với anh chàng King River. Bách ra ngoài của King River. Và bây giờ là Void nhảy lên để truy sát anh chàng ban của chúng ta. Và King River kéo giãn được đội hình. King River lên phản đam. Một thanh niên của chúng ta lên đồ mắc dị. Và không có vấn đề gì. Còn anh chàng Crow thì vẫn đang đi về nhà. Và Tinker được búp băng đến từ anh chàng Winter. Và một combo của anh chàng Tinker. Và bây giờ thì sẽ về xong nhà đến từ các thanh niên team 2. Còn Mega lan thứ hai, như vậy là còn một lan nữa chúng ta sẽ kết thúc. Và một combo lên người của anh chàng Void. Và bây giờ chi phép tiếp theo. Và combo lần tiếp theo, như vậy là đang quan trượt rồi. Và ba cái bóng của anh cho lựa trượt. Như vậy là một pha bút EP vào người luôn. Và bây giờ thì reset. Và combo đi, đằng nào thì cũng không chạy được. Còn nó 200 mana và tiếp tục bút pivot của người mình. Và bây giờ sẽ blink ra ngoài và tele. Vâng, một con crab nó cản không cho team 2 đi vào cái lối này. Vì như vậy là Tera thành công đối tượng anh chàng Tinker. Còn ban thì cũng đã lên được cái Dovind. Và bây giờ anh sẽ lại tiếp tục dùng crab để cho Tinker bay lên. Một trận đấu mà các thanh niên team 1 pick không có carry phần đam. Vâng, không có siêu nhân. Vâng, các anh đang chú trọng vào việc Tinker lết quá nhiều. Và các thanh niên đang lên Dovind để hỗ trợ Tinker bay lên. Và các anh không nên đi xem để support phần diện. Còn đây có lẽ chính là lý do các anh chết thua. Một trận đấu áp đảo ngay từ đầu nhưng mà vẫn tội là không thể giữ được cái thế trận của mình. Và về nhà tiếp theo, con Daxia bây giờ nó cũng rất cứng rồi và off the decoy từ anh chàng Daxia. Và búp biếc cắt kiểu được bật lên và khiến vừa đang bắn thì lại được cái búp băng đến từ anh chàng Winter đằng sau. Còn đánh phải nó mắc khó chịu đến từ cái thằng đồng đội của mình. Và bây giờ Daxia đã chạy ra ngoài được. Và một pha hạ cánh đến từ anh chàng Polis đằng sau. Và Crimson được bật lên của Tidea. Vâng, và bây giờ là búp băng đến từ anh chàng Peter. Vâng, lần này thì cứu thật đấy. Và như vậy là du ngủ đến từ anh chàng Ban. Vâng, anh chàng Tinker đã bật linh ra ngoài. Và Polis thì đang tìm đường mà chạy kịp không. Và như vậy là kéo ngược trở lại của anh chàng Daxia và anh chàng Polis phải làm xuống. Vâng, đánh mắc bá đạo đến từ anh chàng Peter. Vâng, cứ đi theo anh chàng
Tinker để mà búp băng thôi. Còn nó đứng tè lè ta búp băng, còn nó đứng các công ty ta cũng búp băng mọi người. Và một pha combo lên người của anh chàng PA. Vâng, tiền một vẫn đang giúp vững tinh thần của mình và vẫn chiến đấu bình thường. Và một pha ulti đến từ Tanter. Vâng, nhảy vào giữa của anh chàng Void và như vậy là anh chàng 3 nằm xuống rồi. Vâng, bây giờ thì là ulti đến từ anh chàng Void. Vâng, anh chàng Winter đứng ngoài và nhìn. Vâng, đéo đẹp cứu luôn và như vậy nằm xuống đến Tinker. Vâng, buyback đến từ hai đánh nhân. Vâng, vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Vâng, đây mới gọi là tinh thần bất combat đã khuất. Vâng, có lẽ sẽ là Mega đến từ team 1. Và một pha trừ đam mọi người của Void. Và Void có Uzi rồi. Và đam của nó bây giờ nó phải nói là cực to. Và combo của Tinker. Còn thả skill 3 các kiểu ra điều ra. Và kéo ngược trở lại của anh chàng Duxia. Và bây giờ là búp băng mà không cho Tinker nó chạy về. Và như vậy búp băng phải anh chàng Winter đằng sau. Vâng thôi. Và bom nó vừa thôi. Và như vậy là có lẽ là chúng ta sau này chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa rồi. Và bây giờ là Peso đang đến bên trên của team 2. Có lẽ sẽ kết thúc cái đông Noel này để kết thúc cái trận đấu này. Một trận đấu mà có lẽ nó cũng hơi buồn khi mà có phá game trong trận đấu. Còn một trận đấu mà team 1 đầu game đánh rất tốt, phải nói là đi lên tuyệt đối và team 2 ăn thành sắp mặt lờ trong trận đấu này. Vâng, bây giờ sẽ là về thẳng nhà và chúng ta sẽ kết thúc cái trận đấu này là được rồi. Tỷ số 45-44. Còn giết thêm mạng nữa cho nó cân bằng. Như vậy hạ ulti đến từ thanh niên Police. Còn buyback đến từ tiếng River cũng đẩy lùi được team 2 nha. Và như vậy là một pha hạ cánh thành công đến từ Police. Còn bên ngoài thì ban đang chơi nhau với anh chàng Kado và tay lên của anh chàng Tinker rồi. Còn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và như vậy là tay chơi nằm xuống. Còn bây giờ đến được Duxia nó khỏe lắm rồi. Nó thấy có prepare bàn gồ các kiểu. Còn Tinker quay ngược trở lại và combo lên người của PA. Và PA nó vẫn sống. Nhiệm bật Amnet thành công đến từ PA và du ngủ đến từ anh chàng ban. Và bây giờ thì có cái AB mọi người và anh chàng PA cũng đã nằm xuống. Có phản đang được bật lên của anh chàng Kingver, còn tỷ số là 47-45. Còn thời điểm cuối game thì team 1 vẫn đang vùng lên. Còn Duxia đang cố mà đuổi theo và như vậy là đấm chết của anh chàng Void. Còn Kingver đã nằm xuống. Void đã trở lại và bây giờ anh đang lợi hại gấp mấy lần. Còn đầu game này anh feed như dạ. Còn anh feed đến nỗi chóng vào mặt. Và bị Tinker đã chăm sóc cho đúng là quá tận tình. Còn service phải nói là best của năm 2017, còn cứ thỏ mặt ra chết. Còn bây giờ thì anh hổ báo rồi, anh đủ sức để anh cân nhau với lại các thanh niên team 1. Và như vậy là cái cây đông Noel nó đã nằm xuống. Một trận đấu và chiến thắng dành cho team 2. Còn một trận đấu và team 2 có đã có phần may mắn. Và các anh chiến đấu trong những giây phút mà team 1 đã mất đi thế trận của mình. Và tất cả mọi người đã theo dõi trận đấu và tái bình luận. Một trận đấu cũng có lẽ mang tính chất for fun. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo. Mọi người nhớ like để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.